nghe kể chuyện hay xin chào các bạn nhỏ. Các bé có biết không, ngày xưa cô gà mái nào cũng có một cái màu đỏ rất đẹp như màu của các chú gà trống bây giờ. Vậy tại sao bây giờ gà mái lại không còn có cái màu đỏ đẹp ấy nữa? Các bé hãy lắng nghe câu chuyện Sự Tích Hoa Màu Gà để biết nhé. Ngày xưa, vào một buổi sớm đẹp trời, gà mái mơ soi mình trong vũng nước, sung sướng thấy chiếc mào xòe trên đỉnh đầu của mình như một chùm hoa đỏ rực. Gà mái mơ khoan khoái vỗ cánh hát vang bài hát quen thuộc của họ hàng nhà gà. Cục ta cục tác, mào ta đã mọc, cục ta cục tác, mào ta đã mọc. Mọi vật quay qua nhìn gà mơ và cùng suýt xoa, chiếc mào mới xinh xắn làm sao, trông gà mơ thật đáng yêu. Gà mơ đi tung tăng khắp nơi để kiếm mồi. Nó đến bên bể nước và chợt nghe có tiếng khóc ti tỉ. Mái mơ dừng lại, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra đó là một cây màu đỏ tía, lá thon dài, đang tấm tức khóc một mình. Gà mơ thì đang vui sướng, bỗng nhiên thấy bạn buồn, mơ trở nên bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi: "Bạn làm sao thế? Ai làm bạn phiền lòng à?" Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo: "Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa, mà chỉ có mỗi mình tôi là không có hoa thôi. Vừa nãy các cây còn bảo rằng đến gà mái mơ mà còn có hoa ở trên đầu, thế mà..." Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống thánh thót. Gà mơ an ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà mơ nghĩ một lúc rồi quyết định: "Tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé." Nghe mái mơ nói thế, cây bỗng tươi tỉnh hỏi dồn: "Thật ư? Bạn cho tôi thật nhé." "Thật chứ, tôi cho bạn bông hoa của tôi, còn tôi là mái mơ thì không cần có chiếc mào đỏ thắm như bông hoa ấy cũng được." "Thế thì sung sướng quá, xin cảm ơn bạn nhé." Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc mào đẹp đẽ của gà mơ biến đâu mất. Còn cái cây thân đỏ tía, lá thon dài bên bể nước thì lại nở một chùm hoa đỏ đẹp và rực rỡ y hệt như chiếc mào của gà mơ. Cây hoa sung sướng vươn mình đón ánh sáng mặt trời mỗi buổi sáng. Ánh nắng mặt trời lại nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của gà mơ. Và ai cũng tấm tắc khen ngợi lòng tốt của gà mái mơ. Khi thấy gà mái mơ đi qua, mọi vật đều nghiêng đầu chào đón, chúc mừng. Chúc cho bụng dạ tốt đẹp của gà mái mơ sẽ sinh ra những viên ngọc quý. Thế là từ đó, bông hoa ấy được gọi là hoa màu gà để kỷ niệm tấm lòng tốt của gà mái mơ. Còn gà mái mơ thì cứ mỗi ngày lại đẻ một quả trứng hồng tuyệt đẹp. Trên đầu gà mái mơ bây giờ cũng đã nhú lên một chiếc mào mới nho nhỏ, xinh xinh rồi đấy các bé ạ. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nghe kể chuyện hay, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé trong các câu chuyện lần sau nhé.